Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Thành công của đời sống cá nhân chúng ta, hay của gia đình chúng ta, hay của một nhóm người tập thể, nó phụ thuộc vào bạn biết chắc chắn bạn cần phải làm cái gì từ Chúa. Có một câu chuyện, nó hơi lái đi câu chuyện đeo cày giữa đường. Và bây giờ người ta gọi cái câu chuyện đó lái đi một chút, gọi là đẽo cày thành tăm. Có một bác nông dân đó chưa bao giờ đẽo cày. Bác mang khúc gỗ ra để đẽo. Bác không biết là bác muốn đẽo cái loại cày loại gì. Cứ đẽo như vậy, người ta đi ngang qua nói, ô cái này kiểu này, cái này kiểu kia, không được. Bác lại gọt đi, đẽo tiếp. Người ta nói cái này to quá, bác lại gọt đi, đẽo tiếp. Cuối cùng, chỉ còn lại cái tăm. Bởi vì 9 người 10 ý khác nhau, bác nông dân này không hề biết bác ấy muốn cái gì. Gió chiều nào bác theo chiều đó, giống như bèo dạt mây trôi vậy. Và cuối cùng kết thúc của cuộc đời bác không đẽo nổi được cái cày, mà khúc gỗ đó lại phí phạm trở thành cái tăm để xỉa răng. Câu chuyện hơi lái đi một chút, đẽo cày giữa đường. Nhưng câu chuyện đó đưa chúng ta tới một điều này này. Hãy nhớ, trong bất kỳ một công việc nào liên quan tới bạn, gia đình bạn, thì hãy lắng nghe này. Người ta có thể cho bạn lời khuyên, nhưng hãy nhớ một điều, bạn là người phải chịu trách nhiệm trên quyết định của mình. Bạn là người chính để hành động cho điều mà sẽ mang tới cho bạn hậu quả hay kết quả. Bạn là người chính để hưởng kết quả thành công mà bạn làm ra, hay là bạn chính là người duy nhất nhận hậu quả mà việc bạn làm, chứ không phải những người cho lời khuyên. Bởi vậy cho nên trước khi bạn thực hiện điều mà người ta nói, tôi nói như vậy không để cho tôi và bạn rơi vào tình trạng bảo thủ. Kinh Thánh nói rằng ở đâu có nhiều mưu sĩ thì ở đó việc được dễ thành. Chúng ta cần nhiều lời khuyên của những người tài giỏi, nhưng bạn cần phải biết bạn muốn cái gì. Có ba loại người mà hãy lắng nghe này trước khi vào bài giảng. Loại thứ nhất là những người mà họ rất ghét bạn. Họ cho những lời tưởng là lời khuyên như để hủy diệt bạn. Một loại thứ hai là những người mà rất sợ bạn mất lòng, cho nên lời khuyên của anh chàng này đó vô thưởng vô phạt, nó chả ảnh hưởng gì hết. Loại thứ ba là loại người ta muốn bạn được thành công, thế giờ họ muốn tốt cho bạn. Nhưng hãy nhớ, cả ba loại này bạn vẫn là người quyết định chính. Bởi vậy cho nên hãy cẩn thận, cần lắng nghe những lời khuyên của người khác, nhưng phân loại những loại người đó ra. Amen. Có những cái đoàn quân luôn luôn lê máy chém để diệt hết thảy những ước mơ của bạn mới nhen nhúm ra, phạt ngay. Thì bạn cần phải tránh ngay, nếu không bạn sẽ không còn gì để mà hy vọng nữa. Một loại người thứ hai là loại mà sợ bạn mất lòng, thành ra những lời của họ chỉ vút đuôi bạn thôi. Bạn nghe hay không nghe, nó không ảnh hưởng gì tới công việc bạn đang làm. Người ta chỉ sợ mất lòng bạn, thành ra cũng vồ vào một chút. Còn loại thứ ba là những người muốn tốt cho bạn, nhưng chưa chắc cái gì họ muốn tốt cho bạn là tốt cho bạn thật sự. Họ muốn như vậy, nhưng để tốt thật sự cho bạn, bạn cần phải tới gặp Đức Chúa Trời. Bạn cần phải biết được rõ ràng Chúa muốn bạn làm điều gì cụ thể. Chỉ có từ Chúa mới là điều tốt nhất dành cho tôi và bạn. Và làm sao biết được tốt nhất từ Chúa, thì hôm nay bài giảng nói về sự kiêng ăn cầu nguyện. Kiêng ăn, nếu không có cầu nguyện thì đó là dạng tuyệt thực. Kiêng ăn để mà cầu nguyện, nó là hình thức kiểu gì? Tôi có cái iPad ở trong tay đây. Vừa rồi có một thanh niên trong kỹ thuật kiểm tra giúp tôi và nói rằng máy của mục sư nhiều rác quá, cần phải dọn rác, nếu không nó rất là chậm. Tôi đặt câu hỏi, tại sao máy của tôi chậm thế? Và cuối cùng, cái này nhiều rác quá và nhiều chương trình lộn xộn, ngáng chân. Để mà cho máy này chạy tốt, cần phải dọn rác. Kiêng ăn cầu nguyện giống như là dọn rác trong cuộc sống của bạn vậy. Bạn kiêng ăn cầu nguyện không làm cho Chúa yêu bạn nhiều hơn. Chúa vẫn yêu bạn, kể cả khi bạn phạm tội, như là bạn yêu bạn, như là bạn thành công.
không khác gì hết. Tình yêu của Chúa không phụ thuộc vào bạn thành công hay không thành công. Ngài yêu bạn vì bạn và tôi là con của Ngài. Điều đó là điều quan trọng. Thế nên chúng ta không cần phải đút lót cho Chúa để được Ngài yêu mình hơn. Chúng ta cũng không sợ khi phạm tội để chạy trốn khỏi Ngài vì sợ Ngài ghét mình. Chúa không phải như những thần tượng mà chỉ đợi bạn làm sai để phạt bạn. Ngài là Cha, và Cha luôn yêu con của mình bất luận nó làm gì. Vì yêu nó, vì giá trị của nó, chứ không phải yêu nó vì vị trí của nó. Dù con của bạn có làm giám đốc hay mất chức giám đốc, thì đối với Cha nó vẫn quan trọng như vậy. Amen anh chị em. Bởi vậy cho nên đừng bao giờ nghĩ kiêng ăn, cầu nguyện để làm cho Chúa thương mình nhiều hơn. Hôm nay đề tài của tôi nói về sự kiêng ăn và cầu nguyện. Hãy nhắc lại lần cần rằng kiêng ăn và cầu nguyện. Chúng ta đang sống vào thời đại iPad, iPod, iPhone. Chủ nghĩa I am, chủ nghĩa cái tôi được hàng đầu tiên. Tôi tự làm được mọi sự. Và chính cái chủ nghĩa đó đã biến chúng ta dần dần có thói quen không phụ thuộc vào người khác. Cái đó là sự tan vỡ của hôn nhân. Mà ở Đức, ở Mỹ và nhiều nơi khác, ở Việt Nam cũng vậy, càng ngày nó càng bắt đầu số lượng ly dị nhiều hơn. Bởi vì người vợ nói tôi không cần ông, người chồng nói tôi không cần bà, đứa con lớn lên một chút nói rằng không cần bố mẹ. Và bắt đầu từ đó, cái chủ nghĩa không phụ thuộc vào người khác đã bắt đầu len lỏi. Tôi nói sự tự lập rất là quan trọng, nhưng cuộc sống của chúng ta là sự kết hợp của nhiều mối quan hệ khác nhau trong xã hội. Nếu bạn sống độc lập mà không phụ thuộc vào người khác, không cần những người khác, là bạn đang từ từ dẫn tới chỗ chết đấy. Tù, đó là một hình thức tách biệt chúng ta khỏi sự phụ thuộc vào thế giới con người. Một ràng để cắt chúng ta khỏi sự sống. Tù 5 năm, 10 năm hay tù chung thân là cắt bớt mối quan hệ chúng ta ra khỏi thế giới con người. Và nếu như bạn sống mà nói rằng tôi theo chủ nghĩa độc lập, tự do, không phụ thuộc vào người khác, bạn đang dần dần đưa bạn vào tù đấy. Thời đại McDonald's, thời đại KFC, thời đại những món ăn ăn liền đã khiến chúng ta bắt đầu chạy nhanh và cái gì cũng muốn ăn liền cả. Thời đại sống thử, yêu thử, nó làm cho chúng ta càng ngày càng đánh mất sự phụ thuộc, chờ đợi và tính cách. Kinh ăn và cầu nguyện đã từ lâu bị lãng quên. Nó cũ rích và coi là không đời mốt. Bởi vậy cho nên ngày hôm nay tôi muốn cùng với anh chị em hiểu rõ hơn thế nào là kinh ăn và cầu nguyện như lời Kinh Thánh đã nói. Nếu nó cũ thì có những cái cũ bạn cần vứt vào sọt rác, nhưng có những cái cũ mà đến ngày hôm nay vẫn dùng. Vấn đề không phải là cũ hay nó mới, vấn đề là nó cần cho bạn hay không. Mặt trời nó cũ nhất rồi, nó cũ từ khi mà xưa xưa như trái đất vậy, nhưng nó vẫn cần cho bạn sự sống. Bạn và tôi vẫn cần mặt trời. Amen. Vấn đề không phải là cũ hay mới, mà vấn đề là điều đó có cần cho tôi và bạn hay không. Thì sự kiêng ăn và cầu nguyện, nó mặc dù cũ từ cựu ước, nhưng nó rất cần cho tôi và bạn ngày hôm nay. Hãy nói với người lân cận rằng rất cần cho mỗi chúng ta. Kiêng ăn và cầu nguyện là một nguyên tắc sống, chứ không phải là điều gì đó đặc biệt và mới. Hãy cùng tôi giờ sách Ma-thơ đoạn 6 câu 1. Đây là một phần của bài giảng trên núi, và đây cũng là một phần rất là quan trọng để chúng ta hiểu rõ về động cơ mà Chúa dạy trong đoạn 6 này. Lời Chúa nói rằng hãy giữ đừng làm sự công bình. Hãy giữ đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta. Cho họ đều thấy, bằng không thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời. Nếu bạn đọc tiếp đoạn Kinh Thánh này ở phía dưới, có 3 điều mà người Do Thái và mỗi chúng ta đều thấy là sự công bình. Một là bố thí. Hai là sự cầu nguyện. Ba là sự kiêng ăn. Ở phía dưới Chúa mới nói rằng khi các ngươi bố thí, khi các ngươi cầu nguyện, khi các ngươi kiêng ăn. Và lời Chúa nói rằng hãy bật lại câu Kinh Thánh, đừng tắt đi. Lời Chúa nói rằng chúng ta cần phải phân biệt đâu là mục đích và đâu là phương tiện. Chúa nói rằng nếu khi các ngươi bố thí thì đừng làm việc đó cho người ta thấy. Cái mục đích của bạn không phải làm để khoe người khác. Chúa còn nói tiếp rằng hãy bố thí tay phải, đừng để tay trái biết. Điều đó không có nghĩa là sự bí mật, chúng ta lén chồng lén vợ
để cho tiền bố thí người khác hay dâng hiến mà không biết sau đó hôn nhân bị đổ vỡ. Hai vợ chồng có thể bàn bạc với nhau để tặng ai một món quà, dâng hiến bao nhiêu cho chuyện truyền giáo. Nhưng cái vấn đề ở chỗ không phải là bạn bàn bạc như vậy để bạn khoe khoang với những người khác. Bạn bàn bạc để có sự hiệp nhất, hai người ở dưới đất thuận nhau, làm bất cứ một việc gì, cầu xin hay làm việc gì, thì Cha ở trên trời luôn ban phước cho điều đó. Hai vợ chồng là một thịt, chứ không còn là hai nữa. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Ngay cả chuyện bạn đi nghỉ ở đâu, bạn mua cái đồ gì trong nhà cho bạn mà còn bàn bạc với nhau. Huống chi là bạn dâng hiến hay làm cho người khác. Nhưng nhớ này, mục đích của bạn bàn bạc không phải để bạn quảng cáo việc làm công bình của bạn cho nhiều người họ khen ngợi. Chúa nhấn mạnh khi ngươi bố thí, khi ngươi cầu nguyện, khi ngươi kiêng ăn, thì hãy làm điều đó với Cha ngươi ở chỗ kín nhiệm thấy, chứ không phải trước đường phố, trước hội trò, trước hội thánh. Kể cả một nhóm người khi hội thánh chúng ta cầu nguyện, kêu gọi xem chúng ta dâng hiến cho mục sư này, chức vụ này bao nhiêu tiền, chúng ta cũng bàn bạc trong ban điều hành, chúng ta cũng cùng bàn bạc. Và khi chúng ta dâng hiến như vậy, chúng ta không quảng bá cho những người khác nói rằng ôi hội thánh Berlin dâng ngân này tiền. Cái đó là cái mà sai lầm. Amen anh chị em. Mục tiêu không phải là bí mật với những người khác, nhưng mục tiêu là đừng có khoe khoang. Hai cái đó là cái khác nhau, mọi người hiểu không? Hai cái là cái khác nhau. Chúa Giêsu công bố người đàn bà quá này đã dâng hai đồng xu. Bà không khoe khoang, những người giàu khoe khoang họ dâng của thừa. Bởi vậy cho nên hãy hiểu rõ câu kinh thánh, hãy giữ đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta cho họ đều thấy. Mục đích người ta kiêng ăn cầu nguyện, mục đích người ta cầu nguyện, mục đích người ta dâng hiến và bố thí là để cho người khác thấy. Đừng bao giờ có động cơ như vậy. Amen. Amen anh chị em. Amen anh chị em. Hallelujah. Tiếp theo nói về sự kiêng ăn, câu số 16. Nào chúng ta cùng nhau để ý đến câu kinh thánh. Khi các ngươi kiêng ăn, không phải là nếu các ngươi kiêng ăn. Khi các ngươi bố thí, khi các ngươi cầu nguyện, sự cầu nguyện đó là hàng ngày giống như thở vậy. Khi các ngươi thở, hãy thở thật là đều. Khi các ngươi ăn và uống, hãy lựa chọn những cái đồ ăn ít đường. Đây là lời Chúa nói rằng sự kiêng ăn cầu nguyện là một khuôn mẫu sống, chứ không phải trường hợp đặc biệt nào đó mới kiêng ăn. Khi các ngươi kiêng ăn, chớ là bộ buồn rầu như bọn giả hình, vì họ nhăn mặt cho mọi người biết họ kiêng ăn. Mục đích của cái người này là khoe cho mọi người thấy tôi thuộc linh, chứ không phải là kiêng ăn để gần gũi với Đức Chúa Trời. Cái mục đích này là mục đích hoàn toàn sai. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Chúng ta kêu gọi cả hội thánh trong tuần này, từ ngày thứ hai cho đến ngày thứ bảy tới, là tuần kiêng ăn cầu nguyện cho những nhu cầu mà tôi đang viết ra. Các nhóm tế bào tham gia sự kiêng ăn cầu nguyện. Cái đó không có nghĩa là chúng ta quảng bá để khoe khoang, nhưng mà chúng ta cùng hiệp lại. Trong kinh thánh rất nhiều lúc mà vua Giô-sa-phát kêu gọi cả nước kiêng ăn cầu nguyện, từ già đến trẻ, từ nam tới nữ. Cái đó không phải là khoe khoang, mà chỉ đơn giản nói một nhu cầu thật là cấp thiết. Mục tiêu đừng có khoe, chứ không phải mục tiêu chúng ta giữ kín. Mọi người hiểu cái ý tôi đang nói không? Có nhiều khi chúng ta đặt cái trọng âm quá nhiều vào cái giấu kín, mà quên rằng là Chúa phê phán kẻ khoe khoang cơ. Hai cái khác nhau. Hallelujah. Chúng ta cần kiêng ăn cầu nguyện. Sử ký 2 đoạn 20 câu 1 đến câu 30, đây là một câu chuyện mà nói với chúng ta một câu chuyện lịch sử. Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay cho đến đời đời Ngài không hề thay đổi. Như vậy có nghĩa là Ngài đã từng làm cho vua Giô-sa-phát thế nào, thì Ngài cũng sẽ làm cho chúng ta như vậy. Sau các việc này xảy, có dân Moab, dân Amon và những người Maonit đến cùng họ kéo đến đánh, đặng đánh giạch với Giô-sa-phát là một vị vua. Bây giờ có người đến thuật cho Giô-sa-phát mà rằng có một đám quân rất đông từ bên kia bờ của biển. Các con được dịch nghe tốt không? Nghe tốt hiểu đúng không? Dạ, tiếng Đức. Cảm ơn Chúa, cầu nguyện nhiều cho các con chúng ta nghe để hiểu bài giảng. Mà đến hãm đánh vua, kìa chúng đương ở tại Hatshepsut Tamar, cũng gọi là En-Gedi. Tiếp theo, Giô-sa-phát sợ hãi
và giao khắp xứ Giu-đa phải kiêng ăn một ngày. Đây này, ông kêu gọi cả nước kiêng ăn, nhưng không phải để khoe khoang nhá. Sự kêu gọi cả hội thánh kiêng ăn, sự kêu gọi cả nhà mình kiêng ăn, sự kêu gọi cả nhóm tế bào kiêng ăn lập lịch, đó không phải là khoe khoang. Bạn lập lịch khác với động cơ khoe. Khoe là thế nào? Khoe là cái bạn biết đấy. Chúng ta quen quá rồi cái chuyện khoe khoang. Cần phân biệt là lập lịch để cùng cầu nguyện chung với nhau, cùng tiến đến mục đích. Vì nếu như chúng ta làm việc riêng lẻ thì không thể có kết quả bằng chúng ta hiệp chung lại thuận ý làm một công việc đó. Kinh ăn một ngày, Giu-đa nhóm lại đặng cầu nguyện Đức Giê-hô-va cứu giúp. Người ta ở các thành Giu-đa đều đến đặng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Câu chuyện tiếp theo, Giô-sa-phát đứng trong hội chúng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem tại đền của Đức Giê-hô-va trước hành lang mới mà cầu nguyện rằng: lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, Ngài há chẳng phải là Chúa trên các tầng trời sao? Há chẳng phải đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Ở nơi tay Chúa có quyền thế năng lực, chẳng ai chống trả Chúa nổi. Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi, Ngài há chẳng phải đã đuổi dân ở xứ này khỏi trước mặt dân Israel của Ngài mà ban xứ ấy cho dòng dõi Abraham là bạn hữu Chúa, làm sản nghiệp đời đời sao? Chúng đã ở đó và đã cất cho danh Chúa một cái đền mà rằng: nếu tai họa giáng trên chúng tôi, hoặc gươm giáo, hoặc sự đoán phạt, hoặc dịch hạch, hay là cơn đói kém, thì chúng tôi sẽ đứng trước đền này và trước mặt Chúa, vì danh Chúa ở trong đền này mà kêu cầu Chúa trong sự gian nan chúng tôi, thì Chúa sẽ rủ nghe và giải cứu cho. Tiếp, trong lúc dân Israel từ xứ Ai Cập lên, Chúa có cấm họ loãng đến xứ Amon và dân Moab và xứ và người ở núi Sê-rơ, dân Israel xây khỏi chúng nó, không diệt chúng nó đi. Kìa, chúng nó báo lại chúng tôi dường nào, đến toàn đuổi chúng tôi khỏi sản nghiệp Chúa đã ban cho chúng tôi nhận lấy. Đây là đội quân đang đến để đánh dân Do Thái. Và lời của vua Giô-sa-phát cầu nguyện: ở đây có một cái đền thờ mà Chúa hứa rằng khi nào có tai nạn xảy ra, dân đến trước đền thờ cầu nguyện danh của Ngài thì Chúa sẽ lắng nghe. Đền thờ đó ngày hôm nay là hội thánh của Chúa Trời. Đền thờ đó đã được Chúa lập sau 3 ngày Chúa sống lại từ cõi chết. Và tại hội thánh này, nếu bạn cầu nguyện y như dân Do Thái trước đền thờ ngày xưa của Salomon thì chắc chắn Chúa sẽ nhậm lời. Tiếp theo, hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, chớ thì Ngài sẽ không xét đoán chúng nó sao? Vì nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì đối địch cùng đám quân đông đảo này đương đến hãm đánh chúng tôi, và chúng tôi không biết điều gì mình phải làm, nhưng con mắt chúng tôi ngửa trông Chúa. Tạm dừng lại ở câu kinh thánh này giữ trên màn hình. Có hai nguyên nhân mà Giô-sa-phát đã đến với Chúa cầu nguyện. Một, ông nói rằng chúng con không có sức lực gì hết, so với quân đội mà đang đánh chúng con không địch nổi. Lời của Chúa nói rằng ngoài Ngài ra chúng con không làm được gì hết. Điều thứ hai, nguyên nhân là chúng con không biết điều gì mình cần phải làm trong hoàn cảnh này. Hãy hướng dẫn chúng con. Chúa ơi, trong hoàn cảnh này hãy hướng dẫn chúng con. Nếu Chúa là đấng sống thì Ngài sẽ cho bạn nghe được tiếng Ngài. Amen. Amen. Hôm trước tôi đã nói chuyện với anh chị em rồi đấy. Làm sao biết được tiếng Chúa phán? Bạn cần phải quen với tiếng của Ngài. Tôi có gần 5,000 bạn kết bạn trong Facebook. Có những người mà tôi thường xuyên chat với họ. Và có một vài người bị gọi là tin tặc, hay là bị những kẻ hacker vào ăn cắp mạng ở địa chỉ. Và khi nhảy vào, cũng cái người đó mà tôi đã quen rồi đấy, viết nhảy vào nói: chào Hùng, gia đình Hùng khỏe không? Tôi biết ngay đây không phải là người bạn của tôi, vì cách nói chuyện hoàn toàn khác với người bạn mà tôi đã từng biết người đó. Tôi nghe, tôi đọc mấy dòng chữ đó biết ngay đây là kẻ xấu. Mọi người hiểu không? Mặc dù vẫn tên của người đó, nhưng đây là kẻ xấu trà trộn. Bởi vậy cho nên khi bạn học cách trò chuyện với Ngài sẽ quen được tiếng của Ngài phán. Và khi quen tiếng Ngài rồi, bất cứ một tiếng nào khác với tiếng đó, bạn biết ngay đó là không phải Ngài. Amen. Hallelujah. Bởi vậy cho nên ở đây có hai điều mà hội thánh chúng ta tại sao bước vào sự cầu nguyện tuần này. Một, sức lực của chúng con cần có sức của Ngài. Hai, hãy chỉ dẫn chúng con, hãy hướng dẫn chúng con cần phải làm gì trong giai đoạn này. Amen. Thánh Kinh chấp tiếp từ câu: cả Giu-đa đều đứng tại trước mặt Đức Giê-hô-va với các đứa nhỏ, vợ và con cái của mình. Bây giờ tại giữa hội chúng, thần của Đức Giê-hô-va cảm động Giê-ha-si-ên,
con trai Sachari, cháu Benada, chắc ghê hê, chít nè 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 nè. Mọi người biết câu chuyện này, đọc có thể thấy phát âm khó rồi. Tiếp theo câu Kinh Thánh, tiếp theo câu 15. Mà phán rằng, Chúa qua vì tiên tri đó phán như sau: hỡi các người Juda và dân cư thành Jerusalem cùng vua Giô-sa-phát, hãy nghe. Đức Giê-hô-va phán cho các ngươi như vậy: chớ sợ, chớ kinh hãi bởi cớ đám quân đông đảo này, vì trận giặc này chẳng phải của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời. Tiếp theo, ngày mai hãy đi xuống đón chúng nó kìa. Chúng nó đi lên dốc Xít, các ngươi sẽ gặp chúng nó ở đầu chúng, trước mặt đồng vắng Giê-ru-em. Câu chuyện tiếp theo: trong trận này các ngươi sẽ chẳng cần tranh chiến gì, hãy dàn ra đứng yên lặng mà xem thấy sự giải cứu của Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Hallelujah. Hãy dàn hội thánh ra trong sự kinh ăn cầu nguyện, cầu nguyện với Chúa, và Chúa Ngài sẽ đáp lời. Hội thánh là hội của Ngài, Ngài lập hội thánh của Ngài trên sự tỏ ra về Chúa Giê-xu. Các cửa không, âm phủ không thắng được hội đó. Amen. Hallelujah. Nếu như những việc này đến từ Đức Chúa Trời thì không một kẻ nào có thể hủy phá được công việc của Ngài. Amen. Cảm tạ Chúa, trong trận này các ngươi sẽ chẳng cần tranh chiến gì. Hãy dàn ra, đứng yên lặng mà xem sự giải cứu của Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Hỡi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, chớ sợ, chớ kinh hãi. Ngày mai hãy đi ra đón chúng nó vì Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Tiếp theo, Giô-sa-phát bèn cúi sấp mặt xuống đất, và cả Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem đều sấp mặt xuống trước mặt Đức Giê-hô-va mà thờ lạy Ngài. Trong sự kinh ăn cầu nguyện một ngày đó, họ sấp mặt xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, tiếp nhận lời của đấng tiên tri qua môi miệng ông đã phán cùng hội thánh của Chúa, và thờ lạy Chúa, cảm tạ Ngài. Chúa, Ngài tiếp tục làm công việc của Ngài. Tiếp theo, người Lê-vi về dòng do Kê-hát và về dòng Cô-rê đều đứng dậy cất tiếng lớn mà ngợi khen Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel. Những người trong ban tôn vinh ca đoàn, những người trong ban nhạc cùng đánh đàn trổi tiếng hát thật là to ca ngợi Đức Chúa Trời cùng hội thánh. Buổi sớm mai chúng đều trổi dậy thật sớm, kéo ra đồng vắng Thê-cô-a. Đến lúc chúng đi, Giô-sa-phát đứng tại đó mà nói rằng: hỡi Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem, hãy nghe ta. Đầu tiên là ông cầu nguyện này, sau đó lời Chúa phán qua tiên tri này, và bây giờ ông lại nhắc lại lời tiên tri mà Chúa đã phán cho dân sự. Khá tin cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi thì các ngươi sẽ vững chắc, hãy tin các đấng tiên tri Ngài thì các ngươi sẽ được may mắn. Tiếp theo, khi người đã bàn nghị với dân sự, bèn lập những người ca sướng cho Đức Giê-hô-va, mặc áo lễ thánh mà đi ra trước cơ binh ngợi khen Chúa mà rằng, kinh không? Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, ông nắm lấy lời hứa của Chúa và cầu nguyện, sắp đặt ban đồng ca, mặc áo lễ thánh, đi ra trước đoàn quân, đối diện với kẻ thù, hát ca ngợi Đức Giê-hô-va. Và Chúa đã làm gì? Kinh Thánh chép tiếp rằng: hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự sống sót Ngài hằng có đời đời. Điều mà chúng ta vừa rồi hát đấy, xót thương từ Chúa tuôn tràn luôn, tuôn tràn luôn. Tiếp theo, đương lúc chúng khởi ca hát và ngợi khen Đức Giê-hô-va, đặt phục binh xông vào dân Amon, dân Moab và những kẻ ở núi Seir đã đến hãm đánh Giu-đa, và các dân ấy đều bị bại. Tiếp theo, dân Amon và dân Moab dấy lên đánh dân ở núi Seir đặng diệt chúng nó đi. Khi đã bị diệt dân ở Seir rồi thì chúng lại trở giết lẫn nhau. Tiếp, khi dân Giu-đa đến tháp canh nơi đồng vắng, nhìn đến đám quân đông đảo thì thấy những người, những thây nằm sãi trên đất, chẳng có một ai thoát khỏi được. Đức Giê-hô-va đã đánh trận thay cho dân Do Thái. Việc của họ kiêng ăn, tôn vinh, nắm lời hứa của Chúa, Chúa Ngài sẽ làm công việc của Ngài. Để làm sao? Để sau đó khi xảy ra rồi, không một người nào từ vua cho đến thần dân tự vỗ ngực khen rằng: đấy là bởi tôi, không phải bởi năng lực, không phải bởi quyền thế, mà bởi thần của Ngài. Amen. Nó khó trong hoàn cảnh mà chúng ta đang gặp để chúng ta nhìn thấy sự giải cứu từ Đức Giê-hô-va. Và khi sự giải cứu tới, không một người nào cho chúng ta tại đây nói rằng: đó là sức của tôi. Giô-sa-phát và dân sự đến cướp lấy tài vật của chúng, thấy có nhiều của cải xác chết và đồ quý báu, bèn cướp lấy cho đến chừng đem đi không đặng. Họ cướp lấy tài vật trong 3 ngày vì là rất nhiều. Chuẩn bị kết thúc rồi. Qua ngày thứ tư, họ nhóm hiệp tại chúng Beraka, đặt tên chỗ đó là chúng Beraka cho đến ngày nay. Tiếp, hết thảy người Giu-đa và người Giê-ru-sa-lem cùng Giô-sa-phát đi đầu trước
trở về Jerusalem cách vui vẻ, vì Đức Giê-va đã làm cho chúng vui mừng vì cớ quân thù nghịch mình bị đánh bại. Chúng gảy đàn cầm, đàn sắt và thổi sáo mà trở về Jerusalem, đến đền của Đức Giê-hô-va. Khi các nước thiên hạ nghe Đức Giê-va đã đánh bại quân thù nghịch của Israel thì lấy làm kinh hãi Đức Chúa Trời. Vậy nước của Giô-sa-phát được hòa bình vì Đức Chúa Trời người ban cho người sự an nghỉ bốn bên. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Giô-sa-phát biết được hoạn nạn xảy ra. Thứ nhất, sức của ông không địch nổi. Thứ hai, ông không biết làm gì trong hoàn cảnh này. Ông đã kêu gọi cả dân sự thiêng ăn cầu nguyện. Điều mà nước Mỹ đã từng làm khi bị khủng bố 11 tháng 9. Điều mà Đại Hàn bây giờ đang làm khi Bắc Hàn công bố có bom nguyên tử. Nhiều nước họ đã tới sự thiêng ăn cầu nguyện, kêu gọi cả dân sự thiêng ăn. Và chúng ta đây cũng vậy, có những hoàn cảnh chúng ta cần phải thiêng ăn cầu nguyện. Và tuần tới chúng ta sẽ bước vào sự kiêng ăn cầu nguyện. Amen. Và tôi có nhắc anh chị em qua sự kiêng ăn này có 5 điều sai lầm khi bạn kiêng ăn cầu nguyện cần phải nhớ. Đừng bao giờ phạm vào 5 điều này. 1. Đừng bao giờ nghĩ rằng kiêng ăn cầu nguyện làm cho Chúa phải đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta không thể giống như con trẻ tuyệt thực và nói rằng Giê-xu cha mà không trả lời chết đói bây giờ đây này, dễ đành đạch ở giữa cái cửa hàng đó mà đòi. Không, chúng ta không phải là tiếp người đó. Và Chúa không bao giờ trả lời với cái kiểu bướng bỉnh đó, mà Ngài trả lời chúng ta bởi đức tin chứ không phải bởi sự kiêng ăn. Amen. Amen. Sự kiêng ăn cầu nguyện không làm cho chúng ta được Chúa yêu hơn. Sự kiêng ăn cầu nguyện không thay đổi được Đức Chúa Trời mối quan hệ với chúng ta. Cái đó là cái chúng ta cần phải hiểu. Kiêng ăn cầu nguyện không phải để làm cho Chúa yêu mình hơn, hoặc làm cho Chúa yêu mình tốt hơn, hoặc thay đổi ý muốn của Ngài. David khi Chúa nói rằng đứa con này phải chết, ông ấy kiêng ăn, nhưng ông không biết rằng không thay đổi ý muốn của Đức Chúa Trời. Đứa con trai đã chết vì tội phạm tội tà dâm. Ông ấy đứng dậy, tắm, sức dầu và trở lại bình thường. Ông biết rằng sự kiêng ăn cầu nguyện không thay đổi ý muốn của Đức Chúa Trời. Sự kiêng ăn cầu nguyện để giúp cho tôi và bạn gần Chúa hơn thôi, để cho cái xác thịt của bạn và tôi nó yếu đi và bạn có thể nghe được tiếng Chúa phán rõ hơn, chứ không làm cho Chúa yêu bạn và tôi hơn. Kiêng ăn cầu nguyện không phải là tuyệt thực, nhớ điều đó. Có nhiều người họ bị giam trong tù, họ tuyệt thực 20 ngày, 30 ngày để dùng áp lực cho cái tù đó phải thay đổi. Nhưng Chúa nhìn bạn không phải là kẻ tù, Ngài nhìn bạn là con của Ngài. Sự kiêng ăn cầu nguyện để giúp cho bạn gần Chúa và nghe tiếng Chúa rõ hơn mà thôi. Điều thứ hai sai lầm trong sự kiêng ăn cầu nguyện: kiêng ăn cầu nguyện không phải là điều kiện tiên quyết để dẫn tới sự phấn hưng. Sự phấn hưng là bởi Đức Thánh Linh và lời của Ngài, chứ không phải là sự kiêng ăn cầu nguyện. Mọi người hiểu không? Chúa Giê-xu nói với các môn đồ này: khi các ngươi vào thành nào giảng tin lành mà người ta không nghe và chống đối các ngươi phải làm gì mọi người biết không? Chúa Giê-xu nói rằng phủi bụi ở chân, chứ không phải là ở lì đó kiêng ăn cho đến khi cả thành nó tiếp nhận ta. Phủi bụi và đi thành khác. Bởi vậy cho nên sự kiêng ăn cầu nguyện không phải điều kiện tiên quyết để mang sự phấn hưng tới cái thành này, mà đến thành này là bởi Đức Thánh Linh và tin lành mà bạn giao truyền và tấm gương của bạn. Điều thứ ba sai lầm cho sự kiêng ăn cầu nguyện: kiêng ăn cầu nguyện không phải là phương tiện để bạn khổ xác bạn. Có nhiều người họ muốn gọi là trả nợ cái tội mà họ phạm với Chúa. Họ lấy cái roi có nhiều cái gai vụt vào người như vậy này, quỳ gối vụt hành hạ bản thân cho máu me chảy ra, để cho họ thấy rằng thấy chưa Chúa ơi, con phạm tội, thế ra con tự đánh cho con nó tuét máu ra này, Chúa thấy thương chưa. Thay vào đánh bản thân mình, họ bắt đầu hành xác qua sự chịu khổ không ăn, mặt mày tiều tụy hốc hác, để họ nghĩ rằng Chúa thương hại họ nhiều hơn. Không phải. Điều thứ tư, cái sai lầm của sự kiêng ăn cầu nguyện không phải là sự kiêng ăn cầu nguyện chứng minh cho người khác mình là người thuộc linh và quảng cáo bản thân của mình tận hiến cho công việc Chúa hơn người khác. Mọi người hiểu không? Giăng Baptist kiêng ăn cầu nguyện, Chúa Giê-xu ăn uống cùng những người tội lỗi. Thế gian nói Giăng Baptist bị quỷ ám, họ cũng nói Chúa Giê-xu là người mê ăn uống bạn bè của những kẻ xấu. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, sự kiêng ăn cầu nguyện không phải để cho bạn tỏ cho người khác biết rằng bạn là người thuộc linh hơn họ,
Mọi người hiểu không? Ông Vượng, thế trong thời gian vừa ông kiêng ăn bao nhiêu ngày? Ông Vượng nói rằng 7 ngày. Tôi 7 ngày rưỡi cả. Và khi nói chuyện với người khác luôn luôn tìm cách để gợi chuyện về sự kiêng ăn, để sau đó nói mình kiêng ăn được bao nhiêu ngày. Rồi thậm chí còn từ khi tin Chúa cho tới nay, cái loại kiêng ăn đó tôi làm được mấy đợt rồi nữa cơ. Cái đó là cái khoe khoang. Đừng bao giờ khoe khoang. Chúa nói rằng khi các ngươi kiêng ăn, đừng như bọn giả hình, để cho người ta thấy bạn kiêng ăn. Điều thứ năm, sự sai lầm của kiêng ăn cầu nguyện đó là không phải bạn kiêng ăn cầu nguyện để thắng được ma quỷ. Không phải. Chúa nói những kẻ tin ta có dấu lạ này nhân danh ta đuổi quỷ, chứ không phải kiêng ăn đuổi quỷ. Đức tin vào danh của Chúa đuổi quỷ. Tất nhiên có một câu, Chúa nói rằng loại quỷ này mà không qua kiêng ăn cầu nguyện không đuổi được nó. Đó là một trường hợp mà một người bị quỷ ám. Còn trong đời sống cá nhân của bạn, bạn kiêng ăn để thắng được ma quỷ tấn công bạn không bởi sự kiêng ăn mà bởi đức tin. Hãy chống trả ma quỷ bởi đức tin của mình thì nó sẽ bỏ xa anh chị em. Nếu kiêng ăn mà không có đức tin thì ma quỷ nó hành hạ bạn gấp đôi. Mọi người hiểu không? Nó vừa đánh bạn theo kiểu bạn, còn kia nó vừa đánh bạn theo kiểu yếu đuối còn xác thịt nữa, bạn còn khổ hơn nữa cơ. Có một số người vì không có đức tin mà lại kiêng ăn 4-5 ngày, cuối cùng bị thần kinh phân liệt lần thần như vậy. Đi đâu cũng thấy hoa lá cành hát, rồi đi vào trong cửa hàng bị ảo tưởng đấy. Đi vào trong cửa hàng bỗng nhiên có tiếng nói đây cả cái cửa hàng này là Chúa ban cho ngươi, xong bê cái đồ đi ra ngoài, xong bảo vệ nó túm lại bảo tại sao Chúa ban cho tôi, bảo không, đây là đồ anh chị phải trả tiền, Chúa ban cho tôi. Cuối cùng là công an xuất hiện làm việc, bởi vì sống trong ảo tưởng. Hãy cẩn thận những sự ảo tưởng đó. Amen, amen anh chị em. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Câu kinh thánh cuối cùng về kết quả của sự kiêng ăn cầu nguyện đúng, sách Ê-sai đoạn 58. Hallelujah. Tôi rất ước ao anh chị em khi kết thúc buổi nhóm có thời gian nhiều hơn thông công với nhau. Bởi cớ đó mà tại sao nhiều cái bài giảng vào mùa hè này tôi giảng rất là ngắn, để cho anh chị em nhận được nhiều hơn trong sứ điệp mà tôi chia sẻ. Không phải là tôi giảng nhiều mà anh chị em nhận được nhiều, và sau đó có thời gian ngồi thông công với nhau hơn. Sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, có nghĩa là có một loại kiêng ăn mà không được Chúa chọn. Cái loại kiêng ăn mà không được Chúa chọn đó là tự mình kiêng ăn, đẹp lòng mình khoái, mình thích. Còn sự kiêng ăn mà Chúa lựa chọn đó không phải là tuyệt thực. Còn sự kiêng ăn mà mình chọn đó là một dạng tuyệt thực. Sự kiêng ăn vô tích sự. Có một số người kiêng ăn để cho bớt béo, một số người kiêng ăn để cho không còn mỡ, có một số người kiêng ăn mà lại nhầm tưởng rằng chỉ có kiêng ăn thôi mà không hề có sự cầu nguyện nào. Cái đó gọi là sự dạng tuyệt thực để bớt béo. Sự kiêng ăn mà ta lựa chọn có nghĩa là sự kiêng ăn và có sự tiếp cận với Chúa nhiều hơn, gần gũi Chúa hơn. Há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác. Có những người mà họ kiêng ăn được ngày đầu tiên mà họ thấy dễ bực bội hơn. Đúng một người là thấy khó chịu, đúng một người có đầu thấy chửi bới. Mà đây là Chúa nói rằng là nếu mà sự kiêng ăn đúng mà bởi Đức Thánh Linh hướng dẫn nha, thì nó sẽ bẻ xiềng hung ác chứ không phải thêm sự hung ác. Tiếp theo, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách hay sao? Đây là câu hỏi đó. Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình. Tôi đã từng có kinh nghiệm kiêng ăn không phải bởi Chúa chọn. Tôi nhớ hồi đó mới tin Chúa được 3 tháng, mà thời gian đó là mới biết được Chúa Giêsu là đấng sống thôi, chưa rõ lắm. Đương nhiên đang đi nhóm về, có một cậu bạn ở dưới Krivolok đến gặp tôi, nói rằng Trần, tao kêu gọi mày cùng với tao với một số thanh niên khác kiêng ăn cầu nguyện cho thanh niên Krivolok. Tôi bảo kiêng ăn sẵn sàng, nhưng mà tao chưa bao giờ biết kiêng ăn là thế nào. Cậu nói rằng tao kiêng ăn một tuần. Tôi bảo chết, kiêng một tuần chết à? Cậu nói rằng mà chưa bao giờ biết chuyện này à? Bảo chưa. Cậu nói rằng tao đã 15 năm ở đi tù, có những lúc cả tháng trời không ăn miếng bánh mì nào. Thành ra bây giờ lại có Chúa nữa, 7 ngày không ăn thua gì, mày làm 3 ngày trước đi. Tôi mới nghe cậu khuyên, cậu rủ, tôi đồng ý, mà không hề biết kiêng ăn là thế nào nhá. Chỉ bởi bạn gọi và nể bạn thôi. Kinh nghiệm kinh hoàng đầu tiên của sự kiêng ăn cầu nguyện, buổi tối ngày hôm đó tôi nằm ngủ mơ thấy bánh mì bay khắp phòng.
không thể ngủ nổi. Và cuối cùng phải bò ra bếp của mẹ mình lục tủ lạnh ăn cho đỡ đói. Cái đó là sự kiêng ăn không phải bởi Đức Chúa Trời. Ngài không hồi giúp cùng, mà kiêng ăn bởi ý riêng, bởi cả nẻ. Thành ra kiêng ăn đó là lấy cắp bánh mì ăn, chứ không phải chia bánh cho kẻ đói. Chớ hề chớ chinh những kẻ cốt nhục mình hay sao. Tiếp theo, bây giờ, đây là kiêng ăn đúng này. Bây giờ sự sáng ngươi sẽ hùng lên như sự sáng ban mai. Môi-se hai lần kiêng ăn 40 ngày không ăn không uống, đó là sự kiêng ăn siêu nhiên. Mặt của ông ấy từ núi đi xuống sáng rực, mà cuối cùng dân không dám lại gần nữa. Ông phải lấy một cái núp để che mặt như vậy để cho người ta không nhìn thấy. Tôi không kêu gọi bạn 40 ngày không ăn không uống để bạn đi luôn đấy. Những người nào mà bạn kiêng ăn từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, bạn có thể rất là dễ dàng. Nhưng nếu bạn chỉ uống nước thôi không ăn, thì chỉ kiêng ăn cùng nhất là 1 ngày. Còn đến 3 ngày, 2 ngày bạn phải hỏi bác sĩ. Và bạn phải hỏi ý kiến của tôi trò chuyện với bạn, xem huyết áp của bạn như thế nào, xem máu của bạn ra làm sao, sức khỏe bạn có cho phép không. Nếu không đi bệnh viện là nguy hiểm. Mọi người hiểu không? Cái kiêng ăn thông thường đó là họ hay không ăn đồ ngon. Họ thường là từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều uống nước nhiều. Còn có một loại kiêng ăn nữa là không hề ăn gì mà chỉ uống nước thôi. Một loại kiêng ăn hoàn toàn toàn phần, đó là không ăn không uống luôn. Thì cái điều thứ ba đừng có làm. Điều thứ hai mà kiêng ăn từ 2 ngày 3 ngày trở lên ấy, thì bạn cần phải nói chuyện với những người hướng dẫn thuộc linh của bạn và bác sĩ. Còn cái chuyện kiêng ăn thứ đạo đầu tiên ấy, thì tùy theo sức của bạn. Amen. Bây giờ sự sáng ngươi sẽ hừng lên như ánh sáng ban mai, ngươi sẽ được chữa lành ngay lập tức. Cái máy của tôi khi mà dọn rác rồi đó, bỗng nhiên nó chạy thật là nhanh và khỏe. Thì cũng như vậy, có nhiều những cái chất cặn bã, có nhiều những điều mà nó cần phải được giải tỏa trong con người của bạn qua sự kiêng ăn cầu nguyện. Chúa ngài làm cho nó thông suốt. Bạn được chữa lành ngay bởi quyền năng của Chúa. Sự công bình ngươi đi trước mặt ngươi, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi. Tiếp theo, bây giờ ngươi kêu cầu, Đức Giê-hô-va sẽ đáp ứng. Ngươi kêu, ngài sẽ phán rằng có ta đây. Nếu ngươi cất bỏ cái ếch khỏi giữa ngươi, không chỉ tay và không nói bậy. Lời Chúa nói không phải là khi bạn kiêng ăn Chúa mới phán cho bạn, nhưng mà khi bạn kiêng ăn là bạn sẽ dọn rác trong cuộc sống của bạn nhiều hơn, bạn nghe rõ hơn và tỉnh táo hơn. Mọi người hiểu không? Dạ. Tiếp theo, nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói và làm cho kẻ khốn khổ, làm đo kẻ khốn khổ, thì sự sáng ngươi sẽ sáng ra trong tối tăm, và sự tối tăm ngươi sẽ như ban trưa. Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn, làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy. Câu cuối cùng, những kẻ ra từ ngươi sẽ dừng lại nơi đổ nát ngày xưa, ngươi sẽ lập lại các nền của nhiều đời trước, người ta sẽ xưng ngươi là kẻ tu bổ sự hư hoại và là kẻ sửa đường lại cho người ở. Câu thứ 12 này, tôi kêu gọi hết thảy những người trưởng nhóm tế bào và nhóm tế bào của bạn tham gia sự kiêng ăn cầu nguyện trong tuần tới, hãy ghi vào trong lời cầu nguyện của bạn mà giấy được phát vào tay đó, câu kinh thánh số 12 này: những kẻ ra từ ngươi sẽ dừng lại nơi đổ nát ngày xưa, ngươi sẽ lập lại các nền của nhiều đời trước, người ta sẽ xưng ngươi là kẻ tu bổ sự hư hoại và là kẻ sửa đường lại cho người ở. Đó là điều tôi muốn chia sẻ ngày Chủ nhật hôm nay, nói về sự kiêng ăn và cầu nguyện, để chúng ta không còn đẽo cầy thành cái tâm nữa. Amen. Khi biết rõ điều Chúa muốn làm cái gì trên đời sống của bạn, một bức tranh từ bên trong lòng của người họa sĩ, nó phải được thật rõ ràng và thật chi tiết, thì người họa sĩ đó mới bắt đầu đặt bút vẽ. Trong khi vẽ, cái bức tranh của người họa sĩ đó được người ta nhìn vào, nó là bức tranh đang vẽ dở. Nhưng đối với họa sĩ thì bức tranh nó đã có sẵn hoàn thiện ở trong lòng của con người đó rồi. Đúng không ông Khánh? Nó phải có cái bức tranh đó ở trong tâm trí của người họa sĩ đó rồi thì mới bắt đầu khởi sự vẽ bức tranh đó. Chứ không phải vừa vẽ vừa sửa mà không biết vẽ đạt tới cái điều gì. Amen. Nào, chúng ta cùng nhau đứng dậy cầu nguyện nào. Mời ban tôn vinh lên phía trên này. Lời Chúa nói, nếu Đức Giê-hô-va không xây cất thành
thì người xây nhà luống công. Khổng Minh cũng đã từng kêu: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ông không biết tìm ông trời ở đâu lúc đó. Còn ngày hôm nay, tại chỗ này, có một đấng từ trời đã xuống thế gian này 2000 năm trước. Ngài có tên là Giê-xu. Ngài xuống để tìm kiếm bạn. Nếu cuộc sống của bạn bao nhiêu năm qua thất bại, lúc lên lúc xuống, bạn không biết cuộc sống của bạn cần phải làm gì, bạn giống như người nông dân mà tôi kể từ đầu bài giảng vậy, vác cái cày ra đẽo cho hôn nhân của mình, cho tương lai của mình, mà ngày hôm nay bạn nhìn thấy nó méo mó và không biết nó sẽ trở thành cái gì trong tương lai. Có thể nó trở thành cái tâm, có thể nó trở thành cái đinh để bạn chọc ngoáy người khác, hoặc nó có thể trở thành cái gậy để bạn vụt người khác. Bởi vì sự thất bại đau đớn của bạn, bạn không thành công, cho nên sự đau đớn đó bạn đã biến những ước mơ không thành của bạn trở thành những vũ khí để bạn đi hủy phá người khác. Bạn ơi, bạn không hề cô đơn trong nan đề và căn bệnh đó. Tôi là kẻ đã từng như bạn, tôi là kẻ đã từng như bạn. Nhưng khi gặp Chúa Giê-xu thì cuộc sống của tôi được thay đổi. Cha ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài ngày hôm nay. Hãy giúp cho mỗi chúng con hiểu được sự kiêng ăn và cầu nguyện. Hãy giúp cho mỗi chúng con sau tuần này chúng con bứt phá lên một mức độ mới, cho chúng con gần gũi với Ngài hơn, cho chúng con được dọn rác. Và khi chúng con kiêng ăn cầu nguyện, hãy chỉ cho chúng con biết những điều gì sai quấy chúng con cần phải sửa lại, những tội lỗi nào chúng con cần phải xưng ra trước mặt Chúa. Và lời của Ngài nói rằng nếu dân sự gọi bằng danh ta hạ mình xuống cầu nguyện tìm kiếm mặt ta, bỏ con đường ta, thì ta từ trên trời nghe tiếng chúng, tha thứ tội và cứu sứ họ khỏi mọi tai vạ. Chúa ơi, con kêu cầu Chúa hãy cảm động lòng anh em chúng con ngày thứ ba tới vào lúc 7 giờ rưỡi chiều tới đây cầu nguyện tìm kiếm mặt của Ngài. Sự ban phước đặc biệt trên những nhân sự vòng 1, vòng 2, trên những dân sự chúng con, vì tương lai của hội thánh Ngài, vì con em chúng con, chúng con tìm kiếm mặt của Ngài mỗi một ngày, các nhóm tế bào kiêng ăn và tại hội thánh của Ngài ngày thứ ba tới nữa. Và sáng Chủ nhật tuần tới chúng con sẽ kết thúc sự kiêng ăn cầu nguyện này. Chúng con cảm ơn Chúa, ban phước cho mỗi chúng con. Đức Thánh Linh ơi, hướng dẫn chúng con. Cảm ơn Ngài. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.